Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị nghe bài đọc đức tin. Ân điển tốt lành. Kiến đen là côn trùng ăn thịt, chuyên môn ăn xác động vật chết hoặc vứt trên đất. Bản thân sau khi ăn no, còn xé nhỏ vận chuyển về tổ, cất trữ để dành. Với sự lao động cần cù của chúng, những thứ thối rữa trên mặt đất được quét dọn sạch sẽ, có tác dụng làm vệ sinh môi trường. Người ta gọi chúng là công nhân vệ sinh của thiên nhiên. Thế giới có khoảng 200 loài chim gõ kiến. Một chim gõ kiến mỗi ngày ăn được 1.000 đến 1.400 con sâu bọ. Trong rừng sâu, với hàng ngàn mẫu, chỉ cần có một đôi chim gõ kiến sinh sống là có thể hạn chế được các loài sâu hại này. Có biết bao điều kỳ diệu trong thế giới động vật con người chưa hiểu biết hết. Vì vậy, có lúc chúng ta nghĩ rằng tại sao Đức Chúa Trời dựng nên vật này, vật nọ để làm gì? Nhưng chắc chắn là lợi ích trong sự sáng tạo của Chúa. Thậm chí có những điều dường như là tai họa, nhưng lại là những điều tốt lành cho chúng ta. Vì mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống, chúng ta thường đối diện với những điều không vui thích xảy ra cho chúng ta. Khi đó chúng ta hay nói rằng, phải chi nó đừng xảy ra, hoặc tại sao Đức Chúa Trời bất công như vậy? Napoleon Hill đã nói, cơ hội thường ngụy trang dưới lớp áo bất hạnh và thất bại nhất thời. Không ít lần chúng ta không thỏa lòng khi đón nhận hoặc mất mát điều gì đó. Nhưng nếu nhìn bằng cặp mắt đức tin và vâng phục, chúng ta sẽ thấy mọi sự đều tốt lành. Như Job đã nói, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Dù mọi sự có thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, vì Chúa là đấng toàn hảo. Nên mọi điều Ngài ban cho đều tốt lành, vì mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Hãy vững tin bước vào năm mới với lòng tin cậy Chúa, vì ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn của Chúa trên mỗi chúng ta. Chúa yêu thương bạn. Amen.